Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối mùng 1 Tết Bính Thân của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc Tết các đơn vị tại thành phố Hưng Yên. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng chúc Tết Bính Thân Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Ghi nhanh không khí đón Tết đêm giao thừa và xem màn bắn pháo hoa tại thành phố Hưng Yên, huyện Văn Lâm, Mỹ Hào. Niềm vui đón xuân ở các xã nông thôn mới ở huyện Yên Mỹ. Chè sen Long Nhãn, nét đẹp ẩm thực xứ Nhãn. Chuông phỏng vấn mong ước kỳ vọng đầu xuân. Thưa quý vị và các bạn, chiều tối qua, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đi thăm và chúc Tết Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng chí Giám đốc đã báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy để đảm bảo công tác khám chữa bệnh trong những ngày Tết, bệnh viện bố trí thường trực như ngày thường và bố trí một kiếp trực dự phòng. Hiện có 85 thầy thuốc đang thường trực để theo dõi, điều trị cho trên 200 bệnh nhân đang phải nằm viện. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao chất lượng khám chữa bệnh cũng như thái độ phục vụ người bệnh của bệnh viện trong những năm vừa qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa, tặng quà và gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các thầy thuốc của bệnh viện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã dành thời gian đến thăm hỏi sức khỏe và tặng quà cho các bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện. Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quân số trực Tết sẵn sàng làm nhiệm vụ có mặt tương đối đầy đủ. Một số đồng chí vắng mặt là do đang phải làm nhiệm vụ chuẩn bị cho việc bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 7 huyện thành phố. Đồng chí Chỉ huy trưởng hứa với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy năm 2016, lực lượng vũ trang tỉnh sẽ đoàn kết hiệp đồng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, trước mắt là bảo vệ cho nhân dân vui xuân đón Tết Bính Thân 2016 vui vẻ, an toàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà lực lượng vũ trang tỉnh đã đạt được trong năm 2015, đặc biệt là góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí mong muốn, cùng với sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang tỉnh cần có những đóng góp nhiều hơn nữa trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trước mắt là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân năm 2016. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa và quà của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho các đồng chí cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa. Chúc cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đón xuân vui vẻ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Vào cuối ngày hôm qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ đã đi thị sát tình hình vui Tết đón xuân trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Trên đường Điện Biên 2, thuộc phường Quang Trung và đường Nguyễn Văn Linh, thuộc khu vực chợ gạo, phường An Tảo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã dừng xe xuống thăm hỏi các chị lao công đang làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa. Các chị cho biết, ca làm việc của các chị được bắt đầu từ 15 giờ chiều và sẽ kết thúc vào khoảng 3 giờ sáng ngày mùng 1 Tết Bính Thân. Chị Cao Thị Thơm và chị Vũ Thị Dung đều là công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường và công trình đô thị Hưng Yên. Sau khi động viên thăm hỏi tình hình, chuẩn bị vui Tết đón xuân của gia đình hai chị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng quà cho chị Cao Thị Thơm và chị Vũ Thị Dung. Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm hỏi động viên các đồng chí cán bộ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang làm nhiệm vụ bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tại quảng trường Nguyễn Văn Linh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy rất hài lòng bởi việc tổ chức các hoạt động vui Tết đón xuân Bính Thân 2016 được thành phố và các cơ quan chức năng thực hiện khá tốt, từ việc vệ sinh đường phố, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ, tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhu cầu của mọi tầng lớp nhân dân, tạo nên một đêm giao thừa nhiều sắc màu và ấn tượng, chứng tỏ sự hội nhập và phát triển mạnh mẽ của một thành phố trẻ. Cũng trong chiều qua, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến chúc Tết và động viên cán bộ công nhân viên trực Tết tại Công an tỉnh, Công ty Điện lực Hưng Yên và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc cán bộ chiến sĩ công nhân viên các đơn vị bước sang năm mới mạnh khỏe và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng hoa và quà của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tới cán bộ công nhân viên ba đơn vị đang làm nhiệm vụ trực Tết là Công an tỉnh, Công ty Điện lực Hưng Yên,
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên. Chúc Tết cán bộ chiến sĩ công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, bước sang năm mới 2016, cán bộ chiến sĩ lực lượng công an tỉnh sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo tốt an ninh trật tự để nhân dân đón Tết. Sau thời gian nghỉ Tết, lực lượng công an cần đẩy mạnh công tác phòng chống tai nạn xã hội, nắm chắc tình hình địa bàn khu dân cư, góp phần tổ chức tốt bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Với Công ty Điện lực Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý ngành điện chuẩn bị tốt vật tư phương tiện, không để xảy ra các sự cố, đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện phục vụ cho nhân dân vui Tết đón xuân. Chúc Tết cán bộ công nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, công ty tiếp tục phát động các phong trào thi đua để xây dựng Hưng Yên có nhiều tuyến phố sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng hân hoan chào đón một năm mới, Xuân Bính Thân 2016. Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin trân trọng chuyển tới quý vị và các bạn lời chúc Tết của đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, chào đón năm mới, mừng Xuân Bính Thân 2016. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tôi thân ái gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang cùng toàn thể đồng chí, đồng bào trong tỉnh, người quê hương Hưng Yên đang sinh sống, làm việc trên khắp mọi miền của Tổ quốc và ở nước ngoài, các doanh nhân, chuyên gia và lao động nước ngoài đang làm việc tại Hưng Yên, lời chào trân trọng, lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Năm Ất Mùi đã đi qua, với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhà, tỉnh ta đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng sản phẩm tăng 7,85%, GDP bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng, thu ngân sách trên địa bàn đạt 7.859 tỷ đồng, quy mô, chất lượng tăng trưởng kinh tế được nâng lên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ, đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 14%, nông nghiệp được mùa toàn diện, đã công nhận 32 xã đạt chuẩn nông thôn mới, diện mạo nông thôn mới, đô thị ngày một khởi sắc, các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ và đạt được những kết quả tích cực. Đã chăm lo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và chế độ chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Hộ nghèo đa chiều còn 6,81%. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Năm 2015 có nhiều sự kiện chính trị trọng đại. Đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội Đảng các cấp và Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh. Đã phối hợp với các cơ quan ở Trung ương tổ chức trọng thể chuỗi các hoạt động lễ kỷ niệm quốc gia 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt quần thể di tích Phố Hiến và nhiều sự kiện chính trị xã hội quan trọng trong năm. Chúng ta vui mừng và trân trọng thành tựu to lớn đó, toàn diện mà Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm 2015. Mừng năm mới Bính Thân 2016, năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Toàn quốc lần thứ 12, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và những thành tựu đã đạt được, chung sức, đồng lòng, chủ động sáng tạo với một quyết tâm cao nhất, thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu
tăng trưởng kinh tế 8%, GDP bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng, thu ngân sách 8.600 tỷ đồng, có 35% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, giảm 2% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Với truyền thống của quê hương văn hiến và cách mạng, đoàn kết, năng động và sáng tạo, chúng ta bước vào năm mới với một niềm tin mới, sức sống mới, với quyết tâm mới, chung sức đồng lòng, vững vàng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra, tiếp tục xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu đẹp và văn minh. Xin kính chúc các đồng chí, đồng bào tỉnh nhà vui Tết đón xuân, mạnh khỏe, hạnh phúc và giành nhiều thắng lợi mới. Năm mới, thắng lợi mới. Một mùa xuân mới đã về. Đêm giao thừa luôn được coi là thời điểm thiêng liêng của năm mới. Đêm giao thừa đâu đâu cũng ngập tràn đèn hoa, đón chào năm mới bính thân. Một năm mới hứa hẹn nhiều thành công của tỉnh Hưng Yên và của đất nước. Trước thềm năm mới, nhóm phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên đã ghi nhận không khí cũng như những tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Quang cảnh thành phố Hưng Yên lúc 22 giờ 30 phút đêm giao thừa. Mặc dù tiết trời đầu xuân se lạnh nhưng không khí đông vui náo nhiệt đã diễn ra trên khắp các tuyến đường, tuyến phố của thành phố trẻ. Nhiều người từ các địa phương trong tỉnh đổ về trung tâm thành phố Hưng Yên để đón xem màn bắn pháo hoa và thời khắc bước sang năm mới, năm bính thân. Mỗi người đều có một cảm nhận riêng, điều đọng lại lớn nhất là sự thay đổi, phát triển lớn mạnh của tỉnh nhà. Tôi thì cũng là người đi công tác cũng xa, năm nay là cũng năm đầu tiên, chính thức là năm đầu tiên tôi vào đây xem để xem cái bắn pháo hoa để đón giao thừa. Tôi mong muốn là các thành viên trong gia đình mình, từ bố mẹ rồi anh chị em luôn luôn là mạnh khỏe. Mình cảm xúc là rất hạnh phúc khi hai bố con đi đón giao thừa. Mong muốn trong năm mới là được mọi sự bằng an và mong cho mọi người là luôn luôn có sức khỏe, gia đình hạnh phúc, đất nước phát triển. Vào 23 giờ, mặc dù tiết trời se lạnh nhưng vẫn không ngăn nổi dòng người nô nức từ các nơi đổ về trung tâm thành phố để vui chơi và chờ đón năm mới. Khi thời khắc giao thừa càng đến gần, tiết trời như ủng hộ lòng người đang háo hức đón chào năm mới. 23 giờ 30 phút, quảng trường thành phố Hưng Yên đã chật kín người và lúc này đồng hồ chỉ còn được điểm từng phút từng giây. Đúng 0 giờ, những loạt pháo hoa đồng loạt bắn lên trời tạo những chùm lửa rực rỡ thay cho lời chào năm mới của người dân thành phố. Hàng nghìn người dân đã đổ về khu vực quảng trường Nguyễn Văn Linh để thưởng thức bữa tiệc sắc màu trong đêm giao thừa và cùng cầu chúc cho một năm mới với nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Trong tiếng pháo, trong ánh sáng lung linh và khoảnh khắc thiêng liêng ngày đầu năm, mọi người đã kịp trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp, những cái nắm tay thật chặt, tin tưởng năm mới thêm nhiều thành công. Mong ước đầu năm của mình thì vẫn mong là gọi là mọi người trong gia đình là tràn đầy sức khỏe và thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Năm mới thì em xin chúc cho tất cả mọi người là có thể mọi người là có sức khỏe, một năm mới là an khang thịnh vượng. Chúc mừng năm mới ạ. Khoảnh khắc giao mùa đón chào xuân mới, xuân bính thân 2016, mỗi người lại mang trong mình bao dự định, mong chờ và hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến. Kính chúc quý vị và các bạn một năm mới thật nhiều sức khỏe, bình an, đong đầy hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Chúc mừng năm mới. Nhằm động viên các tầng lớp nhân dân vui đón Tết cổ truyền của dân tộc, xuân bính thân năm 2016, đêm giao thừa huyện Văn Lâm đã tổ chức buổi giao lưu văn nghệ, đốt lửa truyền thống và bắn pháo hoa mừng Đảng, mừng xuân. Trong không khí vui tươi phấn khởi đón chào năm mới tại đêm giao lưu, đoàn viên thanh niên trong huyện đã cất cao lời ca tiếng hát với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước và những thành tựu đổi mới trên quê hương Văn Lâm. Ngay sau các tiết mục văn nghệ đặc sắc và phần đốt lửa truyền thống là màn bắn pháo hoa rực rỡ lung linh chào đón một năm mới bắt đầu. Với sự quyết tâm đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, hy vọng trong năm bính thân 2016, cán bộ đảng viên và nhân dân huyện Văn Lâm tiếp tục ra sức thi đua, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra, xây dựng huyện Văn Lâm văn hiến anh hùng, vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
hàng ngàn người dân trong huyện Mỹ Hào đã đổ về trung tâm văn hóa huyện chứng kiến chương trình văn nghệ đặc sắc do các đội văn nghệ tiêu biểu trong huyện biểu diễn với các tiết mục ca múa nhạc, hoạt cảnh chèo, chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương đất nước, mừng xuân mới và đặc biệt đón chào khoảnh khắc bắn pháo hoa đón giao thừa. Những chùm pháo hoa rực rỡ, muôn màu được nở rộ tỏa sáng trên bầu trời cùng tiếng hò reo của mọi người tạo không khí khu trung tâm văn hóa huyện càng thêm náo nhiệt. Khi màn pháo hoa đón giao thừa kết thúc, cũng là lúc dòng người bắt đầu tỏa về các ngả đường du xuân khởi đầu năm mới. Với quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra trong đêm giao thừa, Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an các huyện, thành phố đã huy động tối đa lực lượng, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm luật giao thông. Qua ghi nhận tại khu vực quảng trường Nguyễn Văn Linh, vào lúc 22 giờ 30 phút đã có hàng chục trường hợp vi phạm giao thông bị lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hưng Yên xử phạt. Nhiều phương tiện đã bị tạm giữ, các lỗi vi phạm chủ yếu là lạng lách đánh võng, điều khiển phương tiện chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm. Lực lượng cảnh sát giao thông của Công an thành phố đã tập trung 100% quân số, tập trung xử lý những trường hợp vi phạm chở 3, chở 4, không đội mũ bảo hiểm. Đây là những trường hợp mà chúng tôi kiên quyết xử lý. Và trong cái thời gian vài tiếng vừa rồi thì tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản được ổn định. Trên quốc lộ 39 và đường đê tả sông Hồng, cửa ngõ vào thành phố Hưng Yên, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cũng đã tăng cường 100% quân số tham gia công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông. Qua thống kê của lực lượng chức năng trong đêm giao thừa, đã có tới hàng chục trường hợp vi phạm giao thông bị xử phạt. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra, sau thời khắc giao thừa, lực lượng chức năng tỉnh và công an các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường để phòng chống đua xe với quyết tâm và mong muốn nhân dân đi lại được an toàn đón xuân. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã ra sức thi đua chung tay hoàn thiện 19 tiêu chí. Với nhân dân ba xã Yên Phú, Nghĩa Hiệp, Giai Phạm, niềm vui nối tiếp niềm vui khi xuân này địa phương đã cán đích nông thôn mới. Trên 8.000 mét đường giao thông được bê tông hóa, ô tô có thể đi vào tận ngõ, đường ra đồng thuận tiện, nhà cao tầng mọc lên san sát. Với những người con học tập và sinh sống xa nhà, nay trở về không khỏi ngạc nhiên trước sự đổi thay của quê hương Nghĩa Hiệp. Từ năm mà tôi rời xa quê hương là cái con đường này là chưa được bê tông hóa, và năm nay khi tôi trở lại quê hương thì đã được bê tông hóa, rất là rộng, ô tô có thể vào. Từ đó là công việc rồi làm ăn rồi đi lại của người dân là cũng từ đó mà dễ dàng hơn. Xã Nghĩa Hiệp không phải là xã làm điểm xây dựng nông thôn mới, nhưng bằng nhiều hình thức tuyên truyền, cấp ủy chính quyền địa phương đã giúp người dân nhận thức rõ ý nghĩa lợi ích của chủ trương. Lòng dân đồng thuận nên mọi việc triển khai được thuận lợi. Là địa phương có diện tích nhỏ, giá trị đất đắt hơn nhiều địa phương khác, nhưng nhân dân đã tự nguyện hiến trên 250 mét vuông đất, đóng góp trên 4 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công để mở rộng bê tông hóa đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, trường học. Bên cạnh đó, nhiều tiêu chí khó như môi trường, an ninh trật tự đều đạt, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ phát triển, nâng thu nhập bình quân đầu người đạt 29,3 triệu đồng một người một năm. Xã Yên Phú cũng đã sớm về đích nông thôn mới với những kết quả đáng ghi nhận. Toàn xã có hơn 50% số hộ làm nông nghiệp. Việc chuyển đổi các diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, hình thành vùng sản xuất chuyên canh mang ý nghĩa sống còn. Đến nay, địa phương đã xây dựng được vùng rau màu ở thôn Mễ Hạ, Mễ Thượng, phát triển làng nghề miến rong ở thôn Lại Trạch, trồng cây ăn quả và khu chăn nuôi an toàn ở thôn Tử Tây. Đường giao thông thôn xóm, đường ra đồng được bê tông hóa tạo thuận lợi cho người dân trong canh tác và bao tiêu sản phẩm, nâng mức thu nhập bình quân đầu người của xã lên gần 27 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,7%. Giáo dục, thế rồi cái trường trại thì là cũng đã được là xây dựng khang trang. Nông thôn, thế rồi nội đồng thì là phải nói là được thay đổi hoàn toàn. Có thể nói đây không có gì mà sánh được về cái sự thay đổi này. Đảng bộ và nhân dân xã Yên Phú sẽ quyết tâm phấn đấu xây dựng một xã Yên Phú giàu về kinh tế, mạnh về an ninh quốc phòng, đẹp trong lối sống. Chúng tôi tin tưởng rằng mùa xuân mới sẽ mang đến nhiều thành tích mới.
ba xã đã cán đích nông thôn mới, tạo ra những tiền đề và bài học kinh nghiệm cho những xã tiếp theo ra sức nỗ lực hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới còn lại. Năm 2016, huyện Yên Mỹ phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới để mỗi mùa xuân về, người dân đón Tết trong niềm vui tươi, tự hào về những đổi thay của quê hương. 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới được hoàn thành, đó mới là chặng đường đầu tiên. Nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương đặt ra trong chặng đường tiếp theo đó là phát triển bền vững những tiêu chí đã đạt được. Trong niềm hân hoan đón xuân mới, nhân dân lại cùng nhau nỗ lực phấn đấu trong học tập, lao động và sản xuất để tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công mới. Với đặc thù là huyện thuần nông, chuyên sản xuất các loại cây trồng vật nuôi cho giá trị kinh tế cao như nhãn, chín muộn, miền thiết, cam canh, bưởi diễn, cà đông tảo, chuối tiêu hồng. Những năm qua, bà con nông dân trên địa bàn huyện Khoái Châu đã tự hào về sản phẩm cây trồng vật nuôi đặc sản do chính nông dân làm ra. Ngoài các sản phẩm nông sản cho giá trị kinh tế cao từ bàn tay bà con nông dân sản xuất thì phải kể đến hai mặt hàng là gà đông tảo và chuối tiêu hồng. Năm 2015, cả hai mặt hàng cây trồng vật nuôi này đã được nhà nước bảo hộ và chứng nhận thương hiệu cho bà con nông dân. Đây là điều đáng mừng để bà con nông dân yên tâm trong việc phát triển bền vững. Những ngày giáp Tết, theo những hộ có thâm niên trồng chuối tiêu hồng cho biết, năm nay tuy bị ảnh hưởng của thời tiết nhưng giá chuối tiêu hồng vẫn ổn định nên các gia đình có nguồn thu lớn. Thương lái ở các tỉnh lựa chọn mặt hàng này để buôn bán dịp Tết ngày một đông hơn. Anh Nguyễn Sĩ Hải, thương lái quê Hải Phòng cho biết, mỗi ngày xe anh chở từ 100 đến 150 buồng chuối ra Hải Phòng để bán. Tôi ở dưới Hải Phòng, tôi lên đây lấy chuối được 25 đây rồi, nói chung là chuối ở trên Hưng Yên này thì chất lượng nó đẹp. Nói chung bà con đánh giá là rất chi là tốt. Dịp Tết này thì nói chung là tiêu thụ là rất chi là nhiều. Tiêu thụ có khoảng mấy hơn 100 buồng một dịp Tết, là có thể thậm chí là lắm người ta phải tiêu thụ đến hàng nghìn buồng. Vụ chuối năm 2015-2016 có những hộ thu hàng tỷ đồng tiền chuối như gia đình anh Ngô Văn Công, anh Ngô Văn Đáng, thôn Năm Mẫu, xã Tứ Dân. Thậm chí cho thu vài tỷ đồng như anh Phạm Năng Thành, Nguyễn Văn Quyết, xã Đại Tập. Thời điểm này, giá chuối tiêu hồng phục vụ Tết có giá từ 200 đến 300 nghìn đồng một buồng. Như vậy, mỗi xào chuối bà con sẽ thu được từ 20 đến 30 triệu đồng một xào. Với diện tích trên 30 mẫu chuối Tây, chuối tiêu hồng của gia đình anh Phạm Năng Thành, anh đã chọn phục vụ thị trường chuối dịp Tết khoảng 7 đến 8 nghìn buồng, còn lại đều tập trung cho việc xuất khẩu. Hiện tại thì gia đình nhà tôi có khoảng 30 hectare chuối. Thì cái lượng chuối bán vào cái dịp Tết này nó đạt khoảng 4.000 buồng, nó tương đương với tầm khoảng 8-90 tấn là cái dịp Tết năm nay. Về cơ bản thì khách hàng người ta đa số là khách quen, những năm trước người ta đến đây mua rồi thì cái mẫu mã ở đây nó đẹp. Mình làm chuối áp dụng cái công nghệ nên cái mẫu mã rất là đẹp, được các tỉnh ví dụ Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Nghệ An là người ta ra đây người ta thu mua là hàng năm là vào cái dịp Tết này là rất là tốt. Huyện Khoái Châu có tổng 700 hectare, trong đó có khoảng 500 hectare chuối tiêu hồng. Sản lượng năm nay cho trên 30.000 tấn, giá thương lái thu mua khoảng 6 đến 7.000 đồng 1 kg. Diện tích chuối phục vụ Tết Nguyên đán chiếm 40%, khoảng 200 hectare tập trung ở xã Tứ Dân, Đại Tập, Tân Châu. Để bà con nông dân phát triển giống chuối tiêu hồng và đưa các diện tích cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao vào trồng tập trung, những năm qua, tỉnh ta đã phát hiện trồng chuối nuôi cấy mô từ giống chuối tiêu hồng. Ưu điểm của chuối nuôi cấy mô là đều cây, trổ buồng đều và phải đạt được cả 3 tiêu chí là đúng giống, sạch bệnh, cho thu đồng đều. Điều quan trọng, giống chuối từ nuôi cấy mô cho chín đại trà đúng vào dịp Tết Nguyên đán. Đây là mặt hàng sạch để bà con yên tâm mở rộng diện tích và phát triển kinh tế từ loại cây trồng này. Chẳng biết là sự kết hợp tự nhiên hay hữu ý mà sen và nhãn lồng, hai thứ đặc sản độc đáo lại kết hợp với nhau trong bát chè hạt sen long nhãn, tạo nên thứ hương vị làm mê đắm lòng người. Sen và nhãn quyện lấy nhau trong cái nét giao hòa tình tứ đến bâng khuâng. Hạt sen và long nhãn không chỉ là những thực phẩm độc đáo mà còn là những vị thuốc quý của đất trời. Và sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với món chè hạt sen long nhãn, một món ăn mang đậm nét ẩm thực Phú Hiến. Nhãn Hưng Yên kén đất kén người sành ăn, cũng vì thế mà chắc chiêu được vị ngọt của đất trời. Chẳng phải ngẫu nhiên mà từ lâu, thức quả ngọt này vẫn được mệnh danh là vua của loài nhãn. Chính nhà khoa học Lê Quý Đôn đã từng mô tả, mỗi lần bỏ vào miệng thì tận trong răng lưỡi đã nảy ra vị thơm,
tựa như nước thánh trời cho. Nếu nhãn lồng được tôn vinh là vương giả chi quả, thì sự sánh đôi với vương hậu chi hoa, tức hoa sen trong đầm, thì không còn gì hợp lẽ hơn. Sen được trồng ở nhiều nơi, nhưng sen Hưng Yên lại rất riêng, mang đặc trưng của vùng đất được bồi lắng bởi phù sa châu thổ. Cũng dễ hiểu làm sao nhãn lồng ngon ngọt lại thấm vào lòng người là bởi cái hương vị đồng quê đằm thắm đã ẩn trong lớp củi trắng trong. Còn hoa sen được tôn lên hàng tứ quý của loài hoa là tại sen không chỉ mang lại một vẻ đẹp thanh tao, cao quý, là nguyên liệu của các món ăn thơm ngon bổ dưỡng mà còn là phương thuốc chữa bệnh với tất cả các bộ phận của cây: hạt sen, tâm sen, gương sen, nhị sen, ngó sen. Từ sự kết hợp của nhãn và sen, người Hưng Yên đã tạo nên một thứ hương vị mê đắm lòng người, đó là món chè sen long nhãn, món ăn thể hiện sự tinh tế, tỉ mỉ và khéo léo. Thứ nhãn cùi dày mọng được tách khéo léo ra khỏi hạt, hạt sen bỏ vào nồi, ninh đúng độ, không quá nhừ rồi bỏ vào trong củi nhãn. Chỉ vậy thôi mà dường như tất cả tinh túy đất trời được lắng lại trong hương vị của bát chè thơm. Long nhãn thì về mùa có nhãn thì ta nấu bằng nhãn tươi. Thế và nếu có sen tươi thì càng tốt. Nếu sen tươi thì ta chỉ luộc trong 10 phút thôi. Thế còn nếu mà là sen khô thì ta phải luộc lâu hơn. Nước chè được nấu riêng với nước mưa, thêm đường trắng. Người cầu kỳ còn thả thêm chút hoa nhài, hoa bưởi nhẹ nhàng và thanh cảnh vào nồi nước chè. Khi thưởng thức, những quả long nhãn bọc hạt sen sẽ được sắp xếp ngay ngắn trong bát. Khi ăn mới rót nước chè vào, qua lớp nước trong, ta nhìn rõ được hạt sen được bọc trong củi nhãn rất đẹp. Hà Nội, Huế, Sài Gòn và một số nơi cũng có chè long nhãn hạt sen, mỗi nơi mỗi vị, nhưng chè long nhãn hạt sen từ nhãn lồng Hưng Yên vẫn là đúng kiểu đặc sản tiến vua. Thưa quý vị và các bạn, vị ngọt thanh của quả nhãn kết hợp với vị bùi ngăn ngát của hương sen cứ đọng mãi nơi đầu lưỡi chẳng muốn rời. Và cũng vì thế mà món hạt sen long nhãn đã theo bàn tay thơm thảo của người con gái Phú Hiến đi làm dâu khắp nơi nhưng chẳng thể lẫn đi đâu được. Và nét ý nhị tinh tế cứ thấm dần làm lòng người lưu luyến chẳng muốn rời xa. Nét giao cảm giữa đất và trời, giữa người với người lại đến một đúng khoảnh khắc giao thời đầy lưu luyến trong năm. Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, mọi người đều tin tưởng vào những nét đẹp mà tạo hóa và các thành quả xã hội mang đến cho mỗi chúng ta. Nhân dịp đầu xuân, chúng tôi đã phỏng vấn các tầng lớp xã hội về những mong ước vào năm Bính Thân với nhiều kỳ vọng về những đổi mới tốt đẹp cho xã hội, gia đình và người thân. Kỳ vọng cái mùa xuân năm Bính Thân này thì chúng tôi rất mong về với cộng đồng doanh nghiệp phải phát huy hết cái tiềm năng sẵn có của mình. Bỏ vốn, bỏ kinh nghiệm, mở rộng để phát triển thêm để năng lực sản xuất và đồng thời phải tận dụng được những khả năng hỗ trợ của các doanh nghiệp từ phía nước ngoài. Mình phải trở thành một cái vệ tinh của họ hoặc trở thành một cái chuỗi trong cái giá trị sản phẩm toàn cầu. Để được làm được việc đó thì cái kỳ vọng của hội doanh nghiệp chúng tôi cũng rất mong tỉnh sẽ có những chính sách kịp thời trong quá trình ủng hộ doanh nghiệp để doanh nghiệp có quỹ đất, có những chính sách về mọi mặt, về các cái thủ tục hành chính, về các cái phần để doanh nghiệp có thể chỉ trong vòng 1, 2 tuần hoặc 1 tháng là có thể hỗ trợ doanh nghiệp có thể mở rộng phát triển sản xuất được. Tôi mong muốn Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước và quan tâm tới các cái tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các cái đối tượng mà chính sách, người có công với cách mạng và các cái hộ nghèo. Đặc biệt nữa là các cái vùng sâu, vùng xa và vùng nông thôn thì làm sao nhà nước có nhiều những biện pháp để làm cho nhân dân phát triển kinh tế và đời sống nhân dân ngày được nâng lên.